máy bay này đó các bạn biết không, mới vừa từ Việt Nam qua. Chiếc máy bay này là bạn em đang ngồi ở trển. Thì bây giờ em đi vô trong phi trường đón bạn em. Bạn, bây giờ em sẽ dẫn các bạn đi một vòng khu phi trường Los Angeles ngày hôm nay như thế nào nha. Hôm nay là ngày thứ 6, ngày 9 Tây, khoảng đâu 10 giờ sáng. Thì bây giờ em sẽ dẫn các bạn đi tham quan trong phi trường. Hiện nay cái kinh tế ở trong phi trường như thế nào? Bây giờ đi theo em nhé. Cái khu này đó, mình nếu mình biết chỗ đường đi đó, mình đậu xe ở đây đó, rất là dễ để khi mà vô phi trường. Thì bây giờ chỉ cần chạy một vòng ra một cái chừng một phút thôi là vào tới phi trường liền. Để mình vào thử trong phi trường coi ngày hôm nay, hiện tại bây giờ cái mùa dịch đang vẫn còn căng thẳng, thì coi thử coi bên trong nó vắng hay là nó đông nhé. Bây giờ em sẽ dẫn các bạn đi một vòng để mà xem. Mà mình như biết đường đi thì mình tới đây đó, mình quẹo vô đây rất là nhanh. Ở đây là cái đường ngõ vô nha các bạn. Mình vô đây đó, mình vừa đi lượt trên lầu hoặc là dưới lầu. Nhưng mình đưa người ta bay tiện đưa đi á, ga bay đó thì là mình trên lầu, còn ga đón á thì là ở dưới đất nha các bạn. Bây giờ thì mình lên trên lầu trước. Oh wow, vắng quá các bạn ơi. Vẫn còn rất là vắng. Wow, phi trường kìa, vắng quá trời vắng luôn. Vắng lắm. Đó, cái này departure flight là trên lầu nha các bạn, còn ở dưới là arrival. Bây giờ mình đi ở trên trước đi, giờ tí nữa mình dòng xuống dưới sau coi như thế nào. Ở trong phi trường vắng tanh luôn. Rất là vắng. Wow, mất các bạn coi kìa. À, cái hãng bên phải của các bạn á, là cái hãng Southwest, là Terminal 1. Ở phi trường này đó, nó có khoảng 7 cái Terminal nha các bạn. À, các bạn thấy không? Rất là vắng. Ở đây thì họ đang sửa sang lại đây. Thì cái Terminal kế tiếp đó là Terminal 2. Terminal 2 là cho hãng Delta, Aeroma, Mexico. Và bên trái của các bạn là anh cảnh sát ô tô. Ở trong phi trường đó rất là nhiều cảnh sát nha các bạn. Và cái terminal, cái ga kế tiếp đó là ga số 3. Hiện tại đó là mình đang ở trên lầu, trên departure nha các bạn. Đây là cái ga số 3 đó. Cái ga số 3 này thì thành có hãng Virgin Australia, hãng Interjet, có nhiều hãng lạ quá. Còn cái ga ấy trước ra các bạn đó là cái ga quốc tế. Ở đây là cái ga quốc tế nha các bạn. Đó, ga quốc tế đó. Thì ai mà đi Việt Nam đó thì đều phải đi vô cái ga quốc tế này cả. Đó, bên tay phải các bạn đó là ga quốc tế. Đó, các bạn thấy vắng như thế nào chưa? Rất là vắng. Vắng lắm. Còn cái kế tiếp là ga số 4, Terminal 4. Terminal 4 là cho hãng American Airlines. À, các bạn thấy không? American Airlines cho hãng số 4 đây. Vắng quá trời luôn. Thì em nhắm độ chừng đâu chừng cỡ 20 chiếc xe, không tới 20 chiếc xe nữa. Và cái ga kế tiếp là ga số 5, Terminal 5, là Terminal 5. Cái đầu tiên của Terminal 5 á, vẫn là American Airlines. Và sau đó sẽ có cái hãng nhỏ nhỏ, chẳng hạn như hãng Spirit. Hãng Spirit nằm trong Terminal 5 luôn nha. Hãng JetBlue, hãng Frontier, hãng Hawaiian. Hawaiian cũng nằm trong Terminal 5 luôn nha các bạn. Đó, rất là bự. Các bạn thấy không? Và kế tiếp là Terminal 6 có hãng Alaska.
Alaska nằm ở Terminal 6 nha các bạn. Alaska nè, Air Canada nè, rồi có nhiều cái hãng nhỏ nữa. Và cái hãng kế tiếp là hãng United. United là nằm ở số 7, Terminal 7 nha các bạn. United cũng là rất là lớn à, số 7 đó. Thì cái phi trường Los Angeles này đó là tổng cộng có khoảng 7 cái terminal. Bây giờ thì mình vòng ra ngoài rồi mình mới vòng xuống cái khu arrival, là khu ga đón đó, coi nó vắng như thế nào. Đó, các bạn thấy bên ngoài không, rất là vắng tanh. Ở bên số 7 bên phải ta phải là họ đang sửa chữa. Bây giờ mình vòng vô lại trong phi trường. Cái phi trường Los Angeles này đó, là một trong những phi trường lớn nhất của nước Mỹ, chứ không phải là lớn nhất đâu nha, chỉ là một trong những phi trường bận rộn mà lớn thôi, chứ chưa đến nỗi mà lớn lắm. Bây giờ mình sẽ vòng xuống cái ga đón nha các bạn. Mình xem xét thử ở dưới ga đón này nó đông như thế nào. Quá ha các bạn ha, đó, rất là vắng. Bây giờ mình đang đi vào trong ga arrival, tức là ga đón đó nha các bạn. Vắng quá trời vắng luôn các bạn ơi, vắng lắm à, rất là vắng à, các bạn thấy không, vắng tanh nè. Vắng quá trời vắng luôn à, coi như là rất là ít chứ không có nhiều. Đèn đỏ thì phải ngừng lại. Bên tay trái thì có anh cảnh sát trong ô tô, không biết có phải cái anh hồi nãy hay không, chắc này là anh khác rồi, tại trong phi trường rất là nhiều cảnh sát. Cho nên các bạn mà đi các bạn thấy không, rất là vắng. Bây giờ mình đã vô ở dưới hầm á, mình đã sắp sửa tới cái ga quốc tế rồi, sau đó mình đi vào mình kiếm cái chỗ để mà đậu. Hồi nãy đó bị cái máy nó nóng quá nó tắt, cho nên em mới mở nó lên lại. Mình đã vô được cái khu ga quốc tế rồi, giờ chỉ cần đi vô trong kiếm chỗ đậu rồi mình sẽ vào trong phi trường xem xét thử tình hình ở trong như thế nào. Các bạn biết đó, khi mà mình vào trong phi trường đó, khi mà đậu xe trong đây đó thì mình phải nhớ đem theo cái thẻ đậu xe của mình nha, để tí nữa mình ra cái máy đó, mình trả tiền đó, cho nó nhanh. Và nhớ đeo bao tay và khẩu trang nhé. Ai lên phi trường thì nhớ cẩn thận, tại vì khu này đó đang bị nhiễm tới 64.000 người bị ca nhiễm lận, rất là cao. Bây giờ mình vào trong phi trường mình xem xét trong đó coi như thế nào nhé. Các bạn phải đem theo cái giấy đậu xe đó, để tí nữa mình trả xe ở đây nè, thấy không, mình trả thẻ ở đây. Đừng quên bấm đèn qua đường nha các bạn. Các bạn thấy đó, chỗ quốc tế rất là vắng luôn, không có đông xe, vắng lắm à, các bạn thấy không. Bây giờ là xanh là mình đi đây à, các bạn thấy trong phi trường không, rất là vắng, vắng dễ sợ luôn à, các bạn coi à, thấy vắng không à, thấy xe bus rồi.
đi taxi hoặc là Uber đó là phải đứng ở chỗ này để mà những cái xe bus này nè họ đưa cho mình đi ra ngoài cái trạm, chứ taxi với lại Uber đó là không có được vô đây nữa nha các bạn. Bây giờ thì mình vào trong, mình khám phá coi bên trong nó như thế nào. Ở đây có để cái luật đây là mình phải đeo mặt nạ vô và không được bắt tay. Wow, coi các bạn kìa. Hiện nay là khoảng 9 tây tháng 6 nha các bạn. Ở trong đây vẫn vắng như thường, rất là vắng. Thấy không? Vắng lắm. Các bạn xem ở đây vắng như thế nào. Thường thường đó, ở đây á rất là đông, mà hôm nay ở đây rất là vắng. À, vắng lắm thấy chưa. Cái ngõ này đó, đây nè, cái ngõ cái anh cảnh sát này đang đi đó, là những người nào Việt Nam qua đó đều đi ra cái ngõ đó hết. Bất cứ quốc tế nào cũng đều đi ra cái ngõ này hết. Các bạn thấy không, ở đây nó vắng như thế nào. Không có, phải nói là không tới 5 người ở trong đây lận. Các bạn xem đây. À, nghe không? Đó. Cái này là cái quán cà phê. Lúc trước nó rất đông, bây giờ đó vắng tanh nè, không còn ai hết. Thấy không? Rất là vắng luôn. Vắng, vắng quá trời vắng. Rồi cái ngõ này đó, tí nữa đó, bạn em sẽ đi ra hướng này. Có một chuyến bay Việt Nam bay qua đây duy nhất á, hình như là chuyến Anna, đó là chuyến hồi nãy chuyến máy bay mà nãy trong nè. Các bạn thấy trong màn hình á, là chỉ có cái hãng đó là nó bay qua đây thôi. Còn mấy hãng khác thì em không có nhận được thông tin gì hết. À, các bạn thấy không? Ở đây rất là vắng luôn, không có ai cả. Cái mùa này coi như là người ta không ai dám vô Mỹ luôn. Các bạn thấy đó. Không có một con ma nào. Không tới 5 người ở đây để mà đón nhân thân nhân mình qua nữa. Cái khu này là một cái ổ dịch cho nên không ai dám lên hết. Các bạn thấy không? Rất là vắng. Các bạn biết không? Hồi nãy giờ em đứng đây em đếm á, là chuyến bay mà nãy mới về đáp, chuyến bay từ bên Nhật qua đó, mà số người mà Á Châu em thấy đi ra đó là chỉ có 4 người thôi. Đây là người thứ 5 đang bước ra. Thì em nghĩ đó, trên chuyến máy bay này đã có khoảng chừng 20 người chứ không có hơn đâu. Để tí em hỏi bạn em rồi, câu hỏi chính xác là gì không? Khoảng chừng 20 người, em nghĩ là gì? Là cái chuyến bay về rồi đó là có khoảng đâu 10 người thôi. Còn chuyến bay này em nghĩ giỏi lắm là 20 người trên chuyến máy bay. Để tí em hỏi bạn em coi cho chắc ăn nhé. Này các bạn thấy không? Rất là vắng. Đứng nãy giờ 15 phút rồi, chỉ có 4 người, 5 người ra thôi. Cái cô này là cái người thứ 5. À các bạn thấy không? Vắng quá trời vắng luôn. Đây là các cô nhân viên của hãng hàng không bên Nhật thì phải. Chỉ có nãy giờ em thấy ra cũng đâu cỡ 8 người rồi. Thì khi mà nhân viên ra đó thì khách hàng sẽ, nhà hành khách sẽ chuẩn bị ra. À, bây giờ hành khách chuẩn bị ra. Nãy giờ mà người Việt Nam ra đó, tìm coi đó, không tới 5 người Việt Nam. Bạn em thì vẫn chưa ra nữa. Bạn em bây giờ đã ra. Sao khỏe anh Vinh? Đi mệt không? Quá khỏe. Quá khỏe ha. Chuyến bay quá vắng luôn. Em mới vừa đón được bạn, anh này là anh Vinh. Khỏe anh Vinh? Khỏe. Anh đi máy bay bay mấy tiếng qua tới đây? Chắc phải 15 tiếng hơn á. Ồ, cái đó từ Nhật ha, hay là từ Việt Nam luôn? Từ Việt Nam qua Nhật 5 tiếng rưỡi. À. Rồi từ Nhật về lại Mỹ thì là 10 tiếng. Ủa sao bay ngắn vậy? Nhưng mà cái chờ đợi là chắc lâu hả? Chờ đợi cũng 2 tiếng à. 2 tiếng. Thì coi như là có 20 tiếng là về tới đây rồi. Ừ, phải không? Giờ bên Việt Nam họ có làm gì khó không? Như là có kiểm soát gì không? Không, cũng bình thường, cũng dễ. Dễ hả? Ừ. Còn qua tới Nhật? Qua tới Nhật cũng bình thường ha. Không có đo nhiệt độ ha, cái gì hết hả? Cũng có rửa tay được thôi. À, nhưng cũng dễ. Cũng không có đo máy nhiệt độ vậy hết. Giờ vô tới hải quan Mỹ thì sao? Cũng dễ lắm.
không gì hết, cũng không có đo gì hết. Nó có hỏi mình là có ghé chỗ này chỗ nọ không? Cũng không hỏi luôn. Không hỏi luôn. Trời ơi, sao dễ vậy? Chuyến này sao đi thấy đi dễ quá. Bữa đó chẳng thành cũng vậy nè, quay khúc này tới thôi à. Vậy là bên Nhật là nó cũng không xét gì hết ha, nó không có đo nhiệt độ gì hết, cho mình rửa tay vậy thôi. À, giờ về tới hải quan Mỹ thì sao? Vô hải quan Mỹ cũng dễ, cũng không có làm khó gì, cũng không có hỏi gì đó. Trời, quá dễ ha. Tại nguyên bữa nay thấy có một chuyến xuống mà. Cái chuyến bay đông không ạ? Cũng chừng vài trăm người mà đa số là Việt Nam không ạ? Việt Nam hả? Chừng hai hai chục người không? 20 người Việt Nam hả? À, đâu có đâu, cả trăm người chứ. Ừ, trong chuyến máy bay cũng cả trăm người hả? Ừ. À, cái chuyến kỳ rồi em đoán là khoảng 10 người thôi. Không, chuyến này là Việt Nam không đông hơn, còn là mấy người lớn tuổi mà bị kẹt lại đi ăn Tết đó, rồi kẹt lại không ạ, nên không cho về với gì. Không, về mới chuẩn bị được về. Có kỳ rồi anh về đâu có, lúc đó là bị bùng dịch chưa? Cái đợt chuẩn bị về á thì nó bùng dịch lên, cái không có dám về. À, rồi cho nên mới bị kẹt lại tới. Không, ý nói từ Mỹ về kìa, lúc mà em đưa anh lên phi trường á, lúc đó rồi là chưa dịch hả? Chưa dịch. Tại lâu quá em cũng không nhớ. Tháng 1 rồi chưa dịch. Tháng 3 mới là nó mới dịch nhiều. Còn lúc mà ngày mà chuẩn bị về lại Mỹ á, thì lại nó bùng dịch lên, cho nên không có dám về ngày đó. Thì coi như là hải quan không có làm gì khó hết. Không, cứ dễ, cứ thoải mái đi về không sao á. Hình như anh còn thẻ xanh mà phải không? Đúng rồi. Thì các bạn thấy đó, đây là bạn em về từ Việt Nam qua. Anh ở bển cũng mấy tháng rồi đó, hưởng thụ chưa rồi đó. Ở bên Việt Nam dịch ở bển như thế nào anh? Cũng bình thường hả? Mấy giờ cao điểm thì cũng cách ly. À, cách ly. Sao giờ hết cách ly rồi. Sau này mở ra rồi cũng thoải mái thôi. Cũng đi tới lui được. Rồi, các bạn biết không, mấy tháng nay đó, từ bên đây nó đóng cửa đó, thèm phở lắm. Hôm nay nhân dịp anh Vinh anh về đó, hôm nay mở đi ăn phở luôn. Sướng này sướng. Anh em vô đi ăn phở luôn nha. Số hưởng á. anh có muốn gửi lời gì tới quý vị khán giả của em không? Những người còn kẹt lại Việt Nam thì cứ về đi, không có sao đó. Ủa, nhưng mà vé máy bay qua mắt không anh? Cái bữa mình mua là cũng khoảng 600. 600, một chiều á ha. Một chiều á. Hướng về đó. Chứ mà vé mà từ Mỹ về Việt Nam đó, cái lần chót em coi đó là khoảng 7 ngàn mấy, 8 ngàn đô lận. Còn bây giờ thì chắc nó có để nó xuống. Nên các bạn nào mà có gì từ Việt Nam muốn qua Mỹ đó, có một số người hỏi em qua Mỹ đi bằng hãng máy bay nào, thì ảnh đi là hãng máy bay của Nhật, của ANA, tức là Nippon á, là ghế Nhật phải không anh? Đúng rồi. Thì cái hãng đó là nó hiện tại bây giờ là chỉ có chuyến đó nó bay duy nhất thôi. Cái đó là cái tình hình mới nhất, ngày hôm nay là ngày thứ ba, ngày 9 tháng 6 nha các bạn. Một lần nữa đây là bạn em anh Vinh. Em xin kết thúc cái video tại đây nhé. Hai anh em bây giờ đói bụng rồi, đi ăn phở, thèm phở mấy tháng nay rồi. Em xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp. Và có yêu thương em thì hãy tặng cho em một cái đăng ký nhé. Anh có muốn nói gì nữa không? Rồi, cứ mọi người còn kẹt Việt Nam cứ dịch về đi, không sao hết. Cứ dịch về, không sao hết. Hải quan không làm khó. Không có gì hết. Không có gì hết, không có làm khó. Chứ không có giống như là tin trên những trên mạng người ta nói là làm khó hay này nọ. Có gì hết nha các bạn. Các bạn cứ yên tâm mà đi về Mỹ nha. Thôi em xin kết thúc cái video tại đây. Xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp nha. Bye bye. Chào luôn.